cho lòng mình đau thương. Mình tha hương mang về thắm thời câu thề. Ở đây không như hoa mai, hôm nay mình làm review sơn treo. hết chuyện làm rồi, bây giờ mình làm mấy cái đơn giản cho nó dễ cho mọi người vào học hỏi. Khi mình làm sơn treo là mình phải sơn, mình la tháo sơn treo xuống này. Đó, bây giờ nhớ là sơn chạy nhẹ nhẹ để cho nó dâng cái nước sơn ra thôi nha. Đừng có sơn cái bột nha, dâng cái nước sơn này đó, dâng nước sơn này, nhẹ nhẹ thôi. Hôm nay mình sơn treo. Chị em là mới biết làm thì làm phiêu sơn treo sao đừng bị thấy tình yêu sơn treo không? Đi lâu thiệt là lâu mà nó không có bị chóc. À, mình cũng rửa tay everything luôn, xà bông, xà biết gì rửa hết, không có gì đâu mà xài. Ok, đó, mình rửa nè. Dũa nó ra, dũa sơn ra. Không ai comment hết. Chưa ai comment gì hết. Chị em thấy tình yêu làm nail không? Không có bị hở nè, thấy không? Không có bị hở móng nè, thấy không? Khi khách nó quay lại nè, nhìn nó không có cái lằn, thấy chưa? Nhìn kỹ đi, anh chị em nhìn kỹ. Tình yêu làm rất là kỹ, cái này quan trọng lắm mọi người. Nhớ là mình chạy, mình đừng có đè cái đầu dũa xuống. Và thứ hai nữa là khi mình làm treo đó, mình đừng có bào mạnh quá nó sẽ dâng cái bột dưới đây, nó sẽ mỏng đi, là mình phiêu nó mỏng, nó dễ ghẻ gãy. Nhớ nha, sơn lấy cái nước sơn ra thôi. Đầu dũa xài là đầu dũa gì? Đầu dũa mịn đó em. Em lấy cái đầu dũa mịn của anh đó. Cái đầu dũa mịn đó. Em lấy cái đầu dũa mịn này nè, em chạy nó ra nè. Cái đầu dũa mịn đó nè, chạy nước sơn ra. Đầu dũa medium đó nè, em chạy nó ra nè, chạy nước sơn ra. Đó, chạy nước sơn ra nè. Đầu dũa mà mình xài mịn đó, chạy nước sơn ra thôi. Cái này là mình chạy nước sơn ra để mình làm phiêu, chứ không phải là mình phá bột đâu nha. Mình chạy nước sơn ra nè. Khi khách nó quay lại, mọi người thấy không, nước sơn vẫn còn đầy đủ trên móng, không có bị chóc. Lý do biết sao không? Anh chị em nghe mình đi. Cho nó rửa xà bông. Cho nó rửa tay xà bông, lau cho nó khô, lau cho nó sạch. Rồi xong mình khi mình sơn á, mình sơn mỏng thôi. Mình đừng có sơn dày thì nó quay lại. Là nó quay lại nó sẽ không bao giờ bị chóc. Nhớ khỏi khóa cái đầu này, không? Cái đầu móng lúc nào tình yêu cũng có khóa hết. Hello anh Hiếu. Đúng là em, cái đầu cũ thì nó nói chung thì anh phải update thường xuyên. Nếu mà em thích thì em mua nhiều chút nha. Thích thì mua nhiều cho anh chút. Năm mới này không cần lì xì năm mới này anh chị em không cần phải lì xì tiền bạc gì trơn á. Anh chị em mua đầu dũa gì anh chị em lì xì cho người ta là người ta thích rồi. Lì xì cái đầu lì xì tiền nó xài cũng hết, mua đầu dũa về lì xì còn hoài. Hôm nay mình làm từ cái đơn giản ha nha mọi người, làm cái đơn giản cho mọi người. Làm cái gì hôm nay là nhiều khi á, biết sao không, có ngày này ngày kia, mùa neo này neo ế mà, trời ơi, nhiều khi á, ngồi chơi cả ngày không có khách đó. Ngày thì nó vô nó làm móng thường thường này, anh chị em phải coi này. Làm em nghe điện thoại mình nha.
mua đầu dũa anh tình yêu xài không sợ tốn tiền hả? Đúng rồi, không tiếc tiền đâu, mua đi, mua về xài nha mọi người. Yeah, bà cho đi. Con của ai? Là gì ta? Con bé trắng trắng nhỏ nhỏ con hả? Mỗi lần tình yêu có đầu dũa mới là mua liền. Cảm ơn. Có chép không? I told you. Anh chị em thấy khi tình yêu bào cái nước sơn ra không? Bào cái nước sơn ra, thứ nhất là cái móng của nó không bị vàng, thứ hai nữa là cái móng nó không có bị hở. Nó không có bị hở, thấy không? Anh chị em thấy nó không có bị hở không? Anh chị em công nhận không? Khi móng nó mọc ra, thấy nó giống như là nó lát với nhau, nó đều. Tại vì mình làm cái cuticle nó mỏng nè. Làm cái cuticle mỏng là mình làm nó ấy lắm, mình sơn nó đẹp lắm. Khi nó mọc ra nó không có bị. Ok. Tracy, how long are you going? A month? 3 weeks? Why you take so long, man? How I got the money? Anh chị em thấy không? Mình hỏi thử, mình hỏi vui vui thử, nói đi bao lâu? 3 tuần rồi. 3 tuần nãy rồi, trở lại không có bị chóc, bị chiếc gì hết. Mà mình sơn mình không có dùng giống như mọi người đâu nha. Mình sơn là mình chỉ có sơn nước sơn lên thôi, chứ anh chị em nào là subscribe, nào là dùng bay, dùng tùm lum hết á. Anh chị em bày nhiều chuyện lắm, bày nhiều cái, bày nhiều trò lắm. Nói chung là mình làm á, mình phải chịu khó. Mình mấy cái này mình đã làm bột lên rồi mà còn sơn nào. Có người thì nói anh tình yêu ơi, anh có sơn primer không? Trời ơi, sơn nước sơn mà sơn primer, má ơi. Nhiều khi tôi không hiểu nổi mấy người làm nail mà mấy người phân ra nhiều cái giống như còn hơn đánh pizza nữa. Đánh pizza còn hơn đánh pizza, nó phân từ lưa hết. Làm nail mà sơn sức primer cho đừng chóc mất sơn. Trời má ơi, khổ ghê. Có người thì làm bột thì sơn bay, thấy không? 10 ngón không chóc ngón nào luôn đó. Mình nói thiệt luôn với anh chị em luôn. Mình làm sao mình sơn cho nó mỏng, nó đẹp là ok, là nó không bao giờ nó bị chóc. Tại vì đa phần anh chị em lấy nước sơn á, lấy nhiều cho dễ sơn. Lấy nhiều quá cái đầu hơ nó bị không có khô, nó chóc, nó dễ chóc. Còn mình lấy nước sơn mỏng mà nó bám sát ở trong cái móng của mình là bảo đảm anh chị em là ok. Cái móng này, cái đầu dũa này anh chị em có thể chạy nước sơn ra nè, chạy nước sơn ra, ok. Là nãy giờ em nói tiếng Việt là em không có sơn bay. Tại vì mình làm trên bột là mình không có sơn bay nha. Mình làm bột là mình không có sơn bay. Hồi nãy mình nói rồi, anh chị em có nhớ không? Cái đầu dũa của mình lúc nào cũng hở. Đầu dũa của mình lúc nào cũng hở để chi? Mình dũa nó không có bị đau. Nha. Nhớ là đừng có đè nè, thấy không? Mình chạy mình đừng có đè nó. Đầu dũa nào, bất cứ đầu dũa nào vậy. Thí dụ mà đầu dũa chỗ này là mình dũa cái mặt này nó mòn rồi, đúng không? Nè, mình dũa cái mặt bên đây nó mòn, đúng không? Nè, giật nó ra. Đừng có xài, bỏ phí uổng, tình yêu chỉ luôn. Giật nó ra, quay cái đầu này lại. Đó, xài bằng cái đầu này nữa là 2 đầu, ok? Đó, là cái đầu này nó mới nè, chạy vô tư nè. Nhưng mình chạy á, mình chạy nhám là mình phải chạy cho kỹ nha. Cái phần này nó quan trọng lắm à. Đó, cái phần này nó rất là quan trọng nha. Cái phần này nó rất là quan trọng à. Sơn dũa với nhám cho nó kỹ nha. Cái phần này thấy vậy cho nó rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng đối với anh chị em luôn. Đừng có làm ẩu cái vấn đề này. Làm phiêu hay làm bất cứ bộ nail bình thường cũng vậy. Mình làm ẩu là nó hở đó. Đây là mấy cái bộ nail mà nói thiệt luôn, đa số là những người rất là thích coi, là tại vì nó rất là đơn giản, là hầu như là những cái bộ nail này á, là những cái bộ nail mà người ta thích coi, là tại vì nó gặp everyday trong tiệm của mình. Còn mấy cái design có nhiều khi có nhiều người không coi, có nhiều người không thèm coi luôn. Tại vì sao? Ở trong tiệm đâu có đâu coi, đâu có làm mấy cái đó đâu. Nhưng cái này là bảo đảm với anh chị em luôn, là bảo đảm 100% là trong tiệm mỗi ngày đều có luôn. Đó, mình thấy tình yêu chạy không? Là tình yêu banh ra mấy cái chỗ này nè, mấy cái chỗ da nè. Đó, mình phải banh nó ra, mình dũa luôn cho nó kỹ.
được có ẩu nè, banh nó ra nè. Hello Johnny, khỏe không Johnny? Đa số anh chị em ơi là đừng bao giờ xài bằng cái coarse và đừng bao giờ xài cái mịn mà phải xài cái medium. Đa số mình xài bất cứ cái đầu dũa nào cũng vậy, từ ngay cả cái miếng giấy này cũng vậy, cũng xài bằng cái medium nha. Đừng bao giờ xài bằng cái coarse thì nó quá bự, nó làm cho hư tay người ta là sao. Còn cái medium thì nó quá cái mịn thì nó quá mịn là thì làm sao nó sần được, đúng không? Hello Vũ Phạm. Chưa có cọ đâu em ơi, chừng nào có anh báo tụi em liền à. Anh chưa có cọ, anh còn có một cái kiếm mà có mua không? anh chưa có cọ mà anh có kiếm em có mua không? Đó, anh chị em nên nhớ ông thấy tình yêu chỉ rất là rõ. Khi mình thường mình chạy bên đây nó hay còn dư nước sơn là mình chạy sơ qua một cái đó, cho nó được cái chóc cái nước sơn hai bên góc này nè, đó chóc ra. Là thường mình chạy hai cái bên góc này nó hay bị dính nước sơn á đó. Đó, mình rửa nó không sạch là đó, mình chạy nó một cái là nó ra. Bên này mình thấy rất là kỹ cái vấn đề này nè, để chi bột nó bám nó không có bị hở, thấy không? Đơn giản lắm, mọi người thấy gì nó đơn giản nhưng mà mình phải biết được những cái tỉ mỉ chút thì nó mới được bộ nail được vững vàng hơn. Đó, thường thường là như vậy. Đúng rồi, cái gì cứ M là gớt hết á. M là cái gì không? Money. Rồi thứ hai nữa là mẹ. Thứ ba nữa là gì biết không? Mông. Đó, chữ mông á, cái mông đó biết không? Đàn ông mà nhìn đàn bà cũng là chữ M. Đó. Xong rồi tới chữ mu. Chữ M luôn. Tôi bây giờ tôi thấy tới chiều mà tôi hít liquid vô tới tôi cũng lấy tôi khinh khinh lắm rồi đó nha, tôi khùng lắm rồi, chắc tới xíu tôi phải uống thuốc á. Bây giờ sao? Bây giờ mình làm gì nè? Xong rồi mình lấy cái dũa, mình dũa cái đầu một chút cho nó văng cái nước sơn ra nè. Thích giọng cười không? Baby Phương Huỳnh thích giọng cười thì cưới anh đi. Dũa vô một cái nữa là xong, nó chốc cái nước sơn ra liền. À, chốc cái đầu nước sơn ra. Thường thường nó nằm ở dưới này nè, nó không có chốc ra nổi thì mình dũa nó ra nè. Đó, dũa nó ra. Sư phụ Hoàng Sơn tháng 4 có lớp là ngày nào vậy sư phụ? Dạ ngày 6, ngày 5, à, ngày 4, ngày 5, ngày 6. Ngày 4, ngày 5, ngày 6, tình yêu đã có 23 chỗ rồi. Anh chị em nhanh tay đăng ký còn lại mấy chỗ nữa thôi nha. Tình yêu đã có 23 chỗ rồi. Anh chị em nào có muốn đăng ký thì nhớ lại tay đăng ký giùm em nha. Nha. Tình yêu có được 23 chỗ rồi đó, tình yêu chỉ nhận 2-3 chỗ nữa là tình yêu ngưng, tình yêu không nhận nữa. Thấy không, khi mình vũa này cái đầu nước sơn, thấy mọi người thấy nó dính nước sơn không? Nè mình vũa cái là nó ra hết, tổng cộng cho mình để mình làm. Mình thấy nó đơn giản nhưng mà thật sự ra anh chị em phải hiểu được vấn đề là mình phải cần làm cái gì. Thấy không? Đang bị stress mà nghe anh nói là thấy bớt căng thẳng. Sao vậy, bị stress gì em? Bồ đá hả? Bồ nó đá hay là chồng ngoại tình, nói nghe coi. Nếu mà chồng nó ngoại tình hay là bồ nó đá, anh chỉ cho em một cách. À, anh chỉ cho em một cách là hết stress liền luôn. Chị xưa chị biểu tiệm mua bảo hiểm làm gì em? Bảo hiểm thì kiếm anh chị. kiếm mấy người bán bảo hiểm thì kiếm anh chị em. Hả? À, chị chủ tiệm em bị gì? Bị bồ đá nữa hả? À, Ronny Đặng ơi, gọi cho tình yêu đi. Gọi cho số điện thoại cho tình yêu đi. 832-216-7717 đăng ký đi nha. Chừa trên đây, chừa
chừa trên đây rồi, mất công hồi không không nhớ là khỏi chừa luôn đó nha. Gọi dùm cho số, gọi số điện thoại tình yêu đi, 8322167717 đi nha. Chị ấy muốn mua cọ hả? Anh nãy anh nói rồi là anh không có còn cọ nữa, anh chỉ còn kiếm mà có mua không.